Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel vlog và tin tức tổng hợp của mình. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chỉnh size của cái bức ảnh theo cái ý muốn của chính các bạn. Thì khi các bạn có những cái bức ảnh chụp bằng điện thoại và các bạn muốn đưa lên làm cái background Facebook hay là YouTube hoặc là những cái trang mạng xã hội nào mà các bạn cần đưa lên, nhưng mà với cái size của bức ảnh mà khi các bạn chụp điện thoại á, thì nó sẽ không đủ với lại cái yêu cầu của những cái trang mạng xã hội đó, giống như là kích cỡ ảnh không đủ á, để các bạn có thể đưa lên. Giống như đây là một cái background trên cái channel YouTube cá nhân của các bạn hoặc là của người khác, thì các bạn có thấy ở đây nó là một cái background. Hoặc là các bạn cũng có thể làm một cái hình nền cho desktop này cũng được đó. Thì hôm nay chúng ta sẽ sử dụng đến phần mềm Sony Vegas chứ không cần phải sử dụng Photoshop. Thì những bạn nào mà biết Photoshop thì các bạn có thể làm bằng Photoshop, còn những bạn nào không biết thì các bạn có thể sử dụng chính các phần mềm chỉnh sửa video. Các bạn cũng có thể chỉnh size ảnh nè, chỉnh màu sắc nè, hoặc là cắt xén gì đó trên cái phần mềm chỉnh sửa video Sony Vegas Pro. Thì cái hay của cái Sony Vegas Pro hoặc là những cái phần mềm khác mình không biết, thì ở đây các bạn có thể chỉnh ảnh, chỉnh size ảnh, chỉnh video, cắt ghép nhạc hay làm hiệu ứng hoặc là làm kỹ xảo gì đó đều được. Còn Photoshop nó chỉ có chuyên về chỉnh sửa ảnh, nó không thể chỉnh sửa video được. Thì bạn nào đã sử dụng qua Sony Vegas rồi thì các bạn đã biết cái giao diện của nó như thế nào. Còn bạn nào mà chưa sử dụng lần nào thì các bạn có thể lên Google search và tải về. Thì bây giờ mình sẽ mở cái Sony Vegas này lên. Do cái máy mình nó bị virus đó các bạn, cho nên nó sẽ khởi động hoặc là cái thao tác nó sẽ khá là chậm. Thì đây là cái giao diện Sony Vegas Pro 17 mà mình đang sử dụng. Đó, cái giao diện của nó, những bạn nào đã biết rồi thì mở lên nhìn vào. Thì các bạn nhìn vào thì thấy nó rất là khó sử dụng, nhưng mà thực tế thì nó rất là dễ dành cho những bạn nào mà làm video YouTube mà chỉ yêu chuộng sự đơn giản. Các bạn có thể sử dụng phần mềm này, hoặc đơn giản hơn nữa là cái phần mềm Movavi Editor Plus 2020. Thì cái đó là dễ sử dụng nhất, cái Movavi đó là dễ sử dụng nhất và thao tác nó cũng nhanh nữa, cho những video mà không cần có quá nhiều sự cầu kỳ. Thì ở đây mình sẽ lên Google và mình search một bức ảnh. Đây các bạn sẽ chọn là các bạn có thể ghi là background đẹp nè. Đó. Thì những cái bức ảnh là các bạn chọn, ví dụ như các bạn chọn bức ảnh này, các bạn click vào thì ở đây cái size của nó là 1200 nhân cho 800, nhưng mà các bạn có thể kéo ra ngoài trực tiếp luôn. Đây, nếu mà không kéo được á, nó sẽ hiện ra như thế này. Đó, thì các bạn delete nó đi, bấm vào đây luôn. Này, các bạn thấy hình ảnh này chứ, các bạn có thể kéo ra cũng không được luôn, thì mình delete nó đi. Bây giờ mình lưu hình ảnh nè, thành nè, mình để nó desktop luôn. Đó, thì khi mình mở lên mình xem thử thì các bạn thấy cái hình nó cũng tương đối, nhưng mà khi các bạn đưa lên một cái background của YouTube như thế này, cho để cho các bạn xem này, thay đổi hình ảnh và mình chọn cái bức ảnh vừa mới để nè, máy tải về nè, mình bỏ lên luôn. Để mình làm lại, mình thấy nó khá là lâu.
mình chọn ảnh từ máy tính nè, để tóc nè. Đây là cái ảnh mình mới vừa tải về, đang tải lên. Đây các bạn có thể thấy kích thước hình ảnh kênh được đề xuất là 2560 nhưng 1440. Còn cái bức ảnh của mình mới vừa lấy về nó chỉ có 1200 nhân 800 thôi, thì đưa lên đây sẽ không được. Dù cái thanh này nó có chạy đi nữa thì nó cũng sẽ báo là không đủ kích cỡ ảnh nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn đổi cái kích cỡ ảnh, cái size ảnh ấy, cho nó phù hợp với từng cái mạng xã hội mà các bạn muốn làm một cái background, hoặc là những cái bức ảnh những cái bức ảnh mà các bạn chụp từ điện thoại. Thì những bạn nào đang xài điện thoại mà có độ phân giải camera là 16 megapixel á, thì khi các bạn chụp ảnh các bạn về, các bạn có thể đưa lên luôn, trực tiếp lên luôn trên cái background YouTube, hoặc là làm luôn cái hình nền cho cái máy vi tính của các bạn. Còn những bạn nào mà sử dụng cái điện thoại nào mà có độ phân giải thấp hơn 16 megapixel á, thì các bạn có thể sử dụng phần mềm Sony Vegas để chúng ta chỉnh cái kích cỡ ảnh lên cho nó phù hợp. Thì bây giờ mình sẽ mở cái file này lên, và đầu tiên các bạn để ý cái phần bánh răng ở đây. Chúng ta sẽ chỉnh cái width và cái height này. Thì trên cái YouTube hồi nãy nó để là 2560 1440. Rồi, các bạn chỉ cần apply. Rồi ok. Đó, thì khi các bạn đưa ảnh vào desktop. Đây bức ảnh này. Đó. Thì khi các bạn đưa bức ảnh này, các bạn chỉ cần thu gọn nó lại, các bạn để nguyên, các bạn render vẫn được, còn không thì các bạn thu gọn nó lại cho nó ra ít ít cái dung lượng. Tại vì khi mình chỉnh cái size này nè, mình không thể nào mà mình bấm cái chụp ảnh này được, chụp lại thì nó cũng như không thôi, bắt buộc mình phải render ra thì nó mới chấp nhận. Đây thì các bạn, khi các bạn bấm vào render nè, thì các bạn chọn nó sẽ nằm đâu đó trong cái những cái mục này. Thì các bạn chọn đến phần image nè, image, rồi các bạn chọn phần JPEG đó, rồi các bạn chỉ chọn cái danh mục thư mục mà các bạn muốn lưu trữ ở đâu á cho dễ tìm mà. Thì các bạn chọn ở đây, mình để desktop cho dễ tìm, thì mình bấm render. Đó, như vậy là xong. Bây giờ mình sẽ vào cái thư mục mình mới vừa lưu là đây nè. Đây là chúng ta đã có một bức ảnh. Đó, các bạn có thể thấy một bức ảnh đã được render ra với cái size là 2560 1440. Thì bây giờ mình sẽ thu nhỏ lại và mình đưa cái mở cái góc lên cho các bạn xem. Đây. Đây là các bạn thấy nó có cái khung nó nằm gói gọn trong đây, trong cái trình duyệt khi chúng ta xem. Và chúng ta mở cái file vừa render lại thì nó đã bung ra toàn cái bộ cái khu vực này rồi. Đó, thì khi các bạn bung như vậy thì cái hình ảnh nó có bị vỡ không? Thì đương nhiên nó sẽ có cái hiệu ứng bị vỡ ảnh, nhưng mà với mức độ chấp nhận được nha các bạn. Thì chiếc máy ảnh, chiếc điện thoại các bạn chụp càng nét, khi các bạn thay đổi size, kích cỡ size, thì cái độ vỡ, cái độ nhòe nó sẽ giảm đi khá là nhiều. Cho nên là cái bức ảnh của bạn có thể vẫn còn đẹp nếu cái camera của các bạn tốt. Đó, thì như vậy mình sẽ đưa lên đây một lần nữa. Mình sẽ chọn cái tệp mình vừa, đây mình vừa render ra, và mình open. Đó, nó như vậy là xong. Mình chỉ chọn phần cận cắt thôi. Dù mình muốn cắt khúc nào thì mình cắt khúc đó, đoạn đó như vậy đi. Đó, các bạn chọn
Đó, nó vẫn còn nhẹ tại vì mình thu phóng nó quá nhỏ đi. Thì khi mình cái mình chọn cài đặt nè, mình thu phóng ở đây. Mình ngay chỗ cắt ảnh á. Đây. Tiếp lên. Đó. Này, cắt ảnh nè. Khi mình thu nhỏ cái này lại là cái hình nó sẽ được phóng to thêm nữa, cho nên cái bức ảnh nó sẽ bị nhòe. Cho nên mình cứ để mặc định như vậy. Thì các bạn thì cái này mình chỉ demo cho các bạn xem. Thì các bạn cứ thích ảnh nào các bạn làm thì các bạn chọn thôi. Thì mình chọn lên lại thì cái ảnh này nó đã khác đi. Bây giờ mình refresh nè. Đó, nó đỡ hơn rất là nhiều. Tại vì do cái ảnh gốc của cái hình này nó đã không đẹp rồi. Nó đã không đẹp rồi, nó đã bị vỡ hạt với cái hình ảnh nguyên thủy nè. Đó. Nó đã bị vỡ nét rồi. Có thể các bạn xem trên điện thoại các bạn sẽ không thấy cái nét nó bị vỡ, nhưng mà ngồi trên máy tính trên cái màn hình to thì các bạn có thể thấy điều đó. Thì cái cách mà mình hướng dẫn các bạn nó chỉ có vậy thôi, nó đơn giản nhanh gọn. Đó, các bạn có thể làm theo mình để cho ra những cái bức ảnh, những cái background, những cái ảnh nền mà các bạn làm gì đó lồng ghép hay là gì đó. Thì với cái phần mềm Sony Vegas này các bạn cũng có thể ghép ảnh, ghép hình hoặc là cắt xén gì đó, như các bạn thích cắt xén thế nào thì các bạn có thể vào đây. Đây nè. Đó. Rồi các bạn chọn phần vào mặt nạ nè. Rồi các bạn chọn cái bút. Các bạn muốn cắt khúc này đúng không? Các bạn chỉ cần chấm thôi. Đó, chấm khúc nào thì chấm. Đây. Đó, thì trên màn ảnh nó sẽ hiện như vậy. Thì các bạn khi các bạn thấy cái ảnh nào đẹp các bạn có thể gắt cắt nó rồi ráp lại. Thì những cái vấn đề này mình sẽ giới thiệu cho các bạn những video sau. Còn bây giờ thì hy vọng rằng những cái chia sẻ của mình sẽ giúp cho các bạn có những cái ảnh mà các bạn thích, có thể đưa lên làm YouTube hay là Facebook chẳng hạn. Rồi, hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye bye.